vị nên tin tưởng 100% đi. Tôi rồi đó, tôi cũng mới tu như quý vị, tôi cũng không có tin nhưng mà cũng không có theo dõi. Bây giờ theo dõi dữ lắm, theo dõi từ ly từ tí, rồi nói lên để mà cho anh em nghe, anh em nhận đây là cái quyền bí cao siêu của Phật, của thầy để chỉ trước rồi, rồi thành ra cái hoạn nạn, cái chết chóc, cái đời nó mới tới sau. Cho nên bây giờ nên đây là nó bắt đầu, nó vô cái giai đoạn đầu tiên, bắt nam chờ đợi cuối thìn sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Bây giờ quý vị vận chuyển thân hình xác ta được nhiêu trong cái điểm pháp, thành ra phải vận chuyển từ năm 39 tới giờ là 85 năm rồi, phải lo vận chuyển thân hình xác ta là mới có kết quả. 85 năm mới có kết quả được, thì phải nhận đúng đầy đủ cái sự hiểu biết lời lẽ của thầy nói ra. Vì thầy đã nói quyết giải trần nên nói lời thường chứ không phải nói cho mình hiểu không nổi, nhưng mà có chỗ hiểu không nổi thì cũng từ từ cũng phải hiểu hết. Bây giờ tôi xin trình bày qua sự hiểu biết của tôi, và cái hiểu biết của tôi thì thầy cũng cho tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều hiểu biết hết. Nhưng mà tại vì quý vị nghĩ tôi lớn tuổi rồi, nể rồi hỏi tôi hiểu theo cái hiểu của tôi đây, tôi sẽ nói lên đây rồi quý vị góp ý để coi tôi nói nó như thế nào. Bởi vì Đức Thầy, tại sao Đức Thầy ra đời năm 1939 là tại sao? Là thầy đã biết thiên cơ thời cuộc, cho nên thầy phải ra trước 85 năm, ra đời trước 85 năm để chỉ trong khuôn khổ 85 năm này mình cho nó có thành tài. Thì trong 85 năm, năm nay là đúng thầy ra đời là 85 năm, ổng dạy mình từ hồi đó tới giờ tính là 85 năm. Thì có người mới sanh ra thì gặp thầy, có người già gặp thầy, có người chưa sanh thì cũng gặp thầy, thì cũng trong cái phạm vi 85 năm này. Thì bây giờ thầy đã tiên đoán thiên cơ thời cuộc hết rồi, thầy đã nói rõ rồi, thiên cơ diệt thiên cơ cùng đã rõ hết trơn rồi. Cho trần hạ trường nơi lao lý là nghĩa sao? Nếu không hiểu thiên cơ mà không hiểu đạo lý thì tất cả chúng sanh trong cái thế giới này đều phải khổ chung hết trơn. Cho nên thầy ra đời năm 39 thì Phật sức an giang đủ phép màu, giáo truyền đạo thích rất cao sâu, nó hòa trong sanh chúng, gieo điều thiện hảo ý đưa về kiến vũ châu. Thế đó là lời cho biết rằng là lý do tại sao sức an giang, vì vì an giang nó thuộc về trung ương của xứ sở Việt Nam, nước Nam Việt trong cõi trung ương, sao chứ có Phật tiên tại thế thì nó đã có rồi. Thì ra thầy mới nói cho mình biết rằng có Phật tiên xuống đây rồi, xuống đây là trước dạy sau để là điều chỉnh lại cho nó đúng đắn, rồi nghĩa là chỉ dạy ai là tu chân chánh thì sẽ gặp được cái ngày Luân Hoa Đại Hội. Còn ai tu mà chừng đổi hoặc nó không có đúng chuẩn thì không có giữ được, thì nó phải đi về quê kiển của mỗi định lực ấy, là nó có khác nhau thì nó về sớm chứ không có còn giữ được. Còn nếu có cái vốn đó thì mới giữ được Luân Hoa Đại Hội. Cho nên thầy cho biết trước năm nay là 85 năm rồi thì không còn thiếu sót chỗ nào. Cho nên với người tín đồ của thầy bây giờ tại sao hiểu thiên cơ mà thời cuộc là lý do vậy đó quý vị. Chứ quý vị đừng có cho tôi là ý tôi lớn tuổi hay là tôi không phải ý cái gì hết. Nhưng mà tại vì tôi đã có đi trước hơn quý vị, nhỏ tuổi hơn tôi, thì cần hỏi thì tôi nói lên sự thật để cho quý vị dựa vào đó để quý vị là nói như vậy, rồi quý vị lo cho quý vị là quý vị tự làm tự lo. Thì tôi cũng đã dựa vào giáo lý của thầy cho biết trước việc thiên cơ cùng rõ trơn, thành ra tôi nói thiên cơ thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi, thì giờ đạo lý cũng để lòng, thiên cơ cũng để lòng mà hành, chứ không để lòng thì không có nhớ mà hành, vì có để lòng mới nhớ được. Còn nếu không để lòng làm sao mà nhớ, hành sao, rồi đối xử sao, rồi ăn ở sao, rồi thiên cơ thời cuộc chừng nào tới thì sao biết nói, nhờ có để lòng rồi nhờ coi được nghiên cứu nó. Cho nên tôi nói cái câu chót là dẫu Phật ra đời thế giới bình an thì quý vị biết tôi rồi đó, đóng chốt đó. Đó thầy ra đời năm 39 mà đến dậu là ông em không biết nhiêu không, thầy 90 năm, từ 39 đến 90
Ủa đến 90 năm là giọng nói là 90 năm. Đúng. Đúng một cái nhiệm kỳ thứ nhì của Bửu Xuân Kỳ Hương là thứ nhất. Còn Phật giáo Hòa Hảo ra đời ở nhưng mà Hòa Hảo đó là cái nhiệm kỳ thứ 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 nhì. Đó là tôi nói nhiệm kỳ thứ nhì. Cũng như nay cùng đã hết già quá trẻ thì có phải là cái thứ nhì không? Bị 90 năm rồi. Rồi bây giờ thầy ra đời á, mượn xác phàm phu dình thích đạo thì mượn cái tuổi trẻ cái của Đức thầy về tuổi trẻ, bởi thầy ra đời thầy có 19 20 tuổi thôi, đâu phải tuổi trẻ không, đầy đủ mà cho tới bây giờ thì thầy năm nay là ngày ra đời cho đến năm nay là 85 năm, thầy đang cũng là 90 năm cho đến 39 thì Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời Hòa Hảo. Thì bây giờ nay cũng đã hết già quá trẻ thì ra Hòa Hảo bây giờ thầy đã tới 90 tuổi nữa rồi thì còn gì nữa mà ông ta mà gây lại cái đời tăng đời mới là hưởng sự thái bình thì phải tới cái mức đó rồi, chắc ăn 100%, quý vị nên tin tưởng 100% đi. Tôi rồi đó, tôi cũng mới tu như quý vị, tôi cũng không có tin nhưng mà cũng không có theo dõi, bây giờ theo dõi dữ lắm, theo dõi từ ly từ tí rồi nói lên để mà cho anh em nghe, anh em nhận đây là cái quyền bí cao siêu của Phật của thầy để chỉ trước rồi, rồi thành ra cái hoạn nạn cái chết chóc cái đời nó mới tới sau, cho nên bây giờ nên đây là nó bắt đầu nó vô cái giai đoạn đầu tiên, Bắc Nam chờ đợi cuối trình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Bây giờ quý vị vận chuyển thân hình xác ta được nhiêu trong cái điểm pháp, thành ra phải vận chuyển từ năm 39 tới giờ là 85 năm rồi, phải lo vận chuyển thân hình xác ta là mới có kết quả, 85 năm mới có kết quả được, thì phải nhận đúng đầy đủ cái sự hiểu biết lời lẽ của thầy nói ra, bị gì thầy đã nói quyết giải trần nên nói lời thường chứ không phải nói cho mình hiểu không nổi, nhưng mà có chỗ hiểu không nổi thì cũng từ từ cũng phải hiểu hết nó, cho nên giờ hiểu hết rồi bây giờ phải ráng tu đắc đạo để cứu cửu quyền thoát chúng mê đồ đến cảnh tiên, rồi ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hành dốc không có quyền, nếu không muốn đề đơn tổ tiên thì không tu, còn đề đơn tổ tiên thì tức là mới biết tu, tu cho chân chính thằng đền ơn mới được, còn tu lớp lớp chừng đổi cũng không đền ơn, cái gì nó phải đúng chuẩn nó mới có điểm có giới hạn. Dạ. Là như thế nào, can tức là giáp bát binh đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý thì là 10, nó được chi với là 12 tiến sửu dần mẹo thìn thị ngân mùi thân dậu tức hợi, rồi phải đảo lộn hoài, cũng như bữa nay là mùng 1 tháng 7 rồi thì giờ phải rồi tháng sau thì mùng 1 tháng 8 thì nó đổi đổi gì chứ nó cũng vô cái có ngày mùng 1 thì cái nào ngày nào cũng có hết, thì nó đúng rồi cái vòng quanh đó của tạo hóa sắp thì ngày nào cũng có hết, nhưng mà mình tới cái ngày đó là thật tiên chỉ đang cho mình dựa vào đó mình ráng tu, thì giờ chỉ tới cái can chi rồi, giờ cái dòng này là cái dòng can này là nó hết rồi, không có can mà không có chi nào nữa, bị gì dựng 12 mai rủi mới ngay là cái con giáp 12 này nó thuộc về chi, thì 12 rồi năm tí rồi là dựng 12 đó, tí dụ dần mẹo tình tị ngọ mùi thân dậu cuối thân dậu y như thượng cổ thì phải là hết 12 năm không? Là hết cái chi không? Thì nhân sanh hết cổ đến nay đế vương xuất thế là ngài dậu thân bình trị trong ngày ok, thì câu đó ăn vô đó mà thầy nói lâu rồi mà ai mò tới chỗ đó. Đó bây giờ tới ngày chốc rồi đó, thì chỉ có cái tí này được tới cái hợi này thôi, mà cái hợi lộ chút của quyền thầy nói trước tức hợi nhị niên giai tiền định thì nó đâu còn tu hành, nó đâu còn học hành nữa mà đâu còn cái gì nữa, hoàn toàn qua đời thượng cổ, thầy đã đúc kết gì rồi mà mình không tin, tại hồi đó mình lo làm ăn mình còn nhỏ thì thôi không mai chi, giờ mình phải tin thầy cho biết trước cái con số kết quả nó tức thời nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ niên, thì tức khởi tới đây này là trở thượng cổ rồi, thì anh em từ tức khởi trở lại trước đó. Mấy anh em tu sao mấy ông hành sao đó mấy ông làm thì thầy có chỉ hết rồi, còn qua tức khởi rồi mấy ông còn hành gì nữa, không không chết á thì còn đây thì khỏi nói mấy ông cũng rành, bởi vì mình đánh mình nhận được cái này cho nên mình mới còn, bởi vì tới tức thời mà mình còn đó là mình đã chiếm được cái bản vàng đó, thế qua tức thời còn là được
cuối Thân Dậu y như thượng cổ. Thì nhân sanh nói cổ đến nay đế vương xuất thế là ngài, thì dậu thân bình trị trong ngoài âu ca thì đâu còn gì nữa, thì thượng quân thánh đức rồi, thì lập đời tăng rồi. Thì như vậy là mình vừa trị xuống thế giới mình ra, thì mình cầu hàng đêm hàng ngày. Thì bây giờ nó cái mục đích nó đi tới rồi, còn chờ cái gì nữa. Và cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì cái qua cái năm thìn này vận chuyển của tàu quá, chứ mình không có vận chuyển gì được. Bây giờ được nhiều hả, tính nhiều cũng như giờ bãi trường rồi. Bây giờ vua coi ông này đậu hay rớt gì cái biết, thì dòm trong cái lý lịch cho cái biết, chứ đâu có ông gì nữa. Nó thì lập công bồi đức ra trước cái ngày đó, từ năm thìn trở về trước thì lập công bồi đức, lập nhiêu đó lập thì nó mới có, mới còn được sống hoặc mới thấy coi đời. Khi chúng sanh niệm Phật coi đời là biểu mình phải tu cho nó trọn vẹn ở trong cái phạm vi thầy đã ra đời mà chỉ cho mình đó. Là nói cái tiếng niệm Phật, chứ thật sự niệm Phật là cái chủ thể gồm hết các việc chi tiết của Phật pháp, mà chỉ dung hòa lại có mấy cái chữ niệm Phật cũng đủ rồi. Mình không biết gì hết thì mình chỉ biết niệm Phật, và mà tâm thanh tịnh niệm Phật thì được, niệm niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp là chỗ đó. Chứ sao mà nghiệp nhiều quá mà tan là sao, bị gì, tất cả những cái vọng niệm của mình hồi đó giờ mình dẹp hết. Thì hôm nay nghe lời Phật thì mình chỉ dồn còn cái nhớ Phật, thì như vậy là tất cả những cái nghiệp mê của mình thì dẹp hết rồi, thì còn cái chỗ niệm Phật kỹ nhất, dứt cứu Di Đà là một câu niệm Phật được rồi, là cũng được về thì là cực lạc đó. Về cực lạc thảnh thơi rồi mình thì mới bảnh, chứ mình ở đây hoài chịu không có nổi. Dạ, thì Đức Thầy nói là trải qua một cuộc xổi sành trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây, hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Thì như là cái đoạn đó thì ông hay nghĩ trải qua một cuộc xổi sành là như thế nào không hay? À, tôi xin nói cái bài đó là cái bài Diễn là Mi Hâu Đông, mà Đức Thầy ra cái bài đó là đầu tiên, mà cái bài đó là ám chỉ ngay cái thời gian thầy sẽ ra đời, mà thầy chỉ cho mình cái ngày đó ra đời, mà lại là kết thúc cũng trong cái bài đó, là nó trải qua cái cuộc đó đó, cái cuộc chiến ra tới đây, cuộc chiến hoàn cầu thế giới chuyển xây gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn. Rồi ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao, dẫu có tiền vàng cũng không mua, không ai đổi cái đó được, không ai bán mà mua cũng không ai đổi nữa. Thành ra vì lý do thầy phải cho mình tu trước 85 năm, thì năm nay là đúng là từ thầy ra đời cho đến giờ là 85 năm rồi, thì ông đâu phải ít, ông có công quả công đức nó nhiều rồi. Thì trải qua một cuộc xoáy sành là tới đây, nó sắp tới đây. Bây giờ khắp thế giới binh lương cựu túc là thầy nói lâu rồi, nhưng bây giờ nó đang tranh giành quyền lợi thế cho nhau trên thế giới, thì có phải là nó tới không? Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết ra ta, thì cũng là cái ngày đó, là cái ngày tới đây. Vậy hãy mau kiếm chữ ma là thầy ra đời trước năm 39, thầy ra đời mới biểu mình kiếm chữ ma đó, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Còn nếu không vô mà cái chữ ma Bát Nhã thì ông sẽ chết chết trước. Bởi vì trải qua một cuộc xoáy sành là phải có cực khổ và phải có kỳ khó khăn rồi mới chữ gian nan mà làm được đó. Thì như vậy người đó mới quý. Còn người nào làm không đúng chuẩn hoặc tới cái thời thì chết, hoặc là không đúng chuẩn cũng chết. Cho nên phải trải qua một cuộc xoáy sành trung ương hòa mặt mới đành lòng đây. Thì hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng hơi thay mua ngàn, phải tới đâu. Ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao, dẫu có tiền vàng ngàn cũng khó mua. Mà trần gian thiếu trái chỉ chùa là nó đủ thứ chua chát mặn ngọt rồi. Bây giờ trái ngọt trái của thầy, mà tại sao ai cũng chịu ngọt, mà tại sao trái ngọt thầy sao không chịu ôm mua mà không chịu dùng. Trần gian thiếu trái chi chua là trái trái này trái kia trái nọ, trái chua trái chát trái mặn cái lạc có đầy đủ, mà giờ trái ngọt mà không chịu mua là tại mình. Vì vậy là cái bài đó là cái bài Diễn Lại Mi Hâu Đông. Trải qua một cuộc xoáy sành là phải tới đó, là phải lập đại hội Long Hoa đó, trung ương mới hòa mặt, thì còn bao nhiêu tức là vàng thiệt hết rồi, trung ương hòa mặt mới đành đồng đây. Vậy thầy mới gửi đi gì, thầy dạy cho mình đặng mà có mặt đi Long Hoa đại hội rồi gì, sống với đời thượng quân thánh đức, sống với minh vương trị chúng thế giới bình yên, rồi mới nam mô nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ, rồi mình mới biết mình cầu cho ông bà tổ tiên mình, rồi tịnh độ siêu sanh, rồi nam mô tam nguyện cầu cho phụ mẫu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình luôn đó, là mà nam mô tứ nguyện, rồi mình cầu cho bá tánh vạn dân từ tâm ái, mình đâu có thiếu cái gì.
giải thoát mê ly là Nam Mô Ngũ Nguyện là cầu cho mình. Phật tổ Phật thầy thì mình có tu rồi có làm, thành ra mình bài ngũ nguyện là mình cầu cho mình là mình được đắc quả nữa. Nam Mô Ngũ Nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội. Ông mà đó giờ ông làm tội nhiều mà giờ ông ra thầy ra đời ông lo tu tới giờ ông thì cái tội ông được xá hết. Giờ ông cũng giải thoát được như thường, cũng như bao nhiêu người. Xá tội cho đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh mới giai đắc đạo quả. Thì phải rút không? Dạ. Rồi thì tóm lược cái bài nguyên của mình đã hàng ngày. Mình đã tuyên thệ nói bao nhiêu đó mà không chịu làm trong đó ít nhiều thì không được. Thì không có tới đâu hết. À, dạ thưa ông hai, cũng như là bây giờ là bệnh dịch á, ở bên Thụy Điển cũng như là ở châu Âu bây giờ nó có cái bị dịch á, là đậu mùa khỉ, nó nổi mục mục lên rất là nhiều không hai. Như vậy thì cái bệnh này nó có ảnh hưởng gì tới của chúng ta hay không, với là lời tiên tri của Phật của thầy hôm nay nó thị hiện hay là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể rồi này kia đó, thì ông hai chia sẻ bà con nghe không hai. Thì bây giờ thầy nói lâu học. Rồi học đau nhiều chứng dị kỳ khó kể là không có thể kể hết nổi. Trên thế giới này, cái bệnh trên thế giới này không thể kể được. Thì rõ ràng là đau nhiều chứng gì chỉ có kể, bây giờ nó tràn lan ở trên thế giới rồi. Thì nếu tràn lan thế giới vậy là quá gần rồi, quá sát. Cho nên mình phải cần tu kiếp kiếp. Trong một kiếp này mình phải ráng lo tu. Dạ thưa ông hai, như ông trả lời cái câu đó giùm ông hai. Thì đau nhiều chứng gì chỉ có kể là gì, nó mình không tu. Cho nên nó nhiều chứng bệnh. Thì khắp từ đây lao khổ đến cùng thì nó đã có rồi. Thì bây giờ mình biết tu thì mình đâu có đau như chứng bệnh gì. Có đau rồi cũng đau sơ sài vậy thôi, không có đến nỗi. Còn người ta là không lo tu thì gây nghiệp tác nhiều, hãy đau rồi cái có bạc tỷ bạc triệu gì cũng chết. Chứ không phải có tiền mà sống, không phải có tiền mà chống được bệnh trời đâu. Không có. Cái bệnh của thế gian thì chống được, còn dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây thì không ai mà chống nổi cái bệnh trời. Cái số của mình không tu là mình phải đi trước, cái đó tự mình tạo thì mình lãnh, chứ không ai về thì lãnh cho mình được. Còn mình á, Phật công biểu mình làm cái nhân đức thì mình có làm nhân đức thì nữa Phật cứu, chứ có gì đâu, nó rõ ràng vậy. Thì thầy ra đời năm 39 tới nay là 85 năm rồi thì còn gì nữa. Thì bây giờ là gom sổ rồi, bây giờ ráng là có công đức thì được sống gì. Còn nếu mà làm thì gian ác là quỷ là ma là chết hết. Bởi vì khắp thế giới bình lương cửu túc, quyết tranh giành quyền lợi xé cho nhau, bây giờ không thấy không? Có nước nào mà nó có tu đâu mà nó nhường bộ nha. Không có thằng nào nhường nhịn thằng nào cho thủ. Vậy thôi. Bây giờ cũng thủ sợ miên xuống rồi, mình ráng tu lặng miên, nó không làm gì mình được. Thì mình thủ của mình Việt Nam mà đất Nam Việt nhằm cõi trung ương sao chứ có Phật tiên tại thế, thì nó hoàn toàn mình có phần lắm, mà không tôi còn đợi chừng nào nữa. Ủa sao tôi thấy là phải nói nghi chăng cái điểm này. Bây giờ cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển, bữa nay là hơn nửa năm Thìn rồi, bữa nay bước qua tháng 7 rồi mà rằm trung ương nó tháng 7 rồi nữa, thì như vậy là còn cái gì nữa quý vị. Mà bây giờ thầy nói những gì có hết trơn thì bây giờ quý vị thầy có một cái là cái gì cũng có hết, không có xê một cái nào hết. Dạ. Thì cũng như là được cái thấy những cái hình ảnh mà như là bên Myanmar nó giết nhau cách mang rợ, đó là cái nghiệp lực của chúng sanh nó sao mà trả quả. Cái đó là do cái nghiệp lực của cái xứ sở đó, do cái dân tộc ở đó, thì đó nhân nào quả nấy đúng y, người trong hạ giái trước khi mà làm. Mình đừng khi cái đó cũng như nhân quả. Mà mình bổn phận cái lòng từ bi phải thương tất cả chúng sanh, thì mình cũng là học Phật thì phải thương tất cả chúng sanh. Thì ta kệ ta, giờ thấy người ta mình cũng thương, mà làm sao thương cứu ha. Thương quá sức mình ta bệnh định mà cứu cũng không nổi, khóc nữa chứ cũng không cứu được. Quyết độ đời cho đến trung tăng là thầy lo bổn phận vậy đâu, thì mình giờ cũng phải vậy thôi, chứ làm gì cứu được. Mình cứu mình được, rồi mình cứu người cũng được nữa, mà người ta chịu nghe thì mới cứu được. Người ta không nghe cứu như thầy giờ, thì cứu mình, thầy cứu người được, mà mình không nghe thầy đâu có cứu được. À, dạ thưa ông hai, cũng như bây giờ cái ông hai bây giờ cho con hỏi thêm cái phần này nó quan trọng nè ông hai. Ừ. Cũng như mình ở An Giang này cũng như là dùng đất thánh rồi,
Nhưng mà ông ba ông nói là sau đây á, nghèo sắm xuồng, giàu lãi sắm ghe, chờ cho nước lớn chèo te lên dòng. Thì lên dòng là ở đâu ông hai? Thì cái lên dòng này cũng ám chỉ rõ là thôi bây giờ mà mình nói cái đoạn mà tại sao mà mình sống ở An Giang, ở đất khách. Bây giờ nói chung rộng á, thì con người mà ở Việt Nam á, thì cũng có cái duyên đạo rồi, cho nên mới xây trở làm dân Phật quốc của Việt Nam. Như ở ngoài Bắc cũng có duyên ít nhiều rồi, mà ở Nam cũng vậy, mà ở Trung cũng vậy. Nhưng mà ở Nam này nó chỉ có quý nhất là có duyên với thầy mới được ở miền Nam, mà không tu thì rất ủ. Thì như vậy là mình có duyên rất nhiều mới ở được miền Nam Việt Nam, mới nghe lời của thầy dạy rành rẽ, mà không tu vậy thì chừng khổ của mình. Không biết trách ai mà chờ không chỉ bảo cho. Thì như vậy là mình có duyên lắm rồi, bởi vì duyên lành rõ đặng cùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên ngũ bằng mình có, cho nên về mới sanh ở Việt Nam An Giang. Mà ở Việt Nam mà An Giang nè mới quý đó, mà An Giang đó nó quý rồi mới về dự hội ở Tam Châu nè, nó mới gần. Bởi Tam Châu Hữu Ngạn Lỵ Nhỏ Xa nó sắp tới cái màn đó nữa. Thập Mắt Chư Ban Động Con Qua bị sau khi nó tới đời rồi thì tất cả thế giới nó cũng lưu ly hổ phách, cái gì tất cả ở miền Nam này cái gì nó cũng giật rỡ hết trơn, người ta nó mới tràn vô nó giật, nó tràn vô nó giật. Bởi vì thầy mới nói bị ham của báo mà ly kỳ máu rơi, là nói chung mình con ham của báo là cũng vậy, mà đất nước của mình mà thế giới nó vô đây cũng vì của báo nó vô đây, mà nó không tu thì vô đây cũng chết hết. Nói thầy mới nói là vị ham của báo và ly kỳ máu rơi, chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, là nó không tu nó cũng chết hết. Còn mình nó có tu thì nó sạn lại 10 phần hết, 9 phần tan, 1 phần còn lại tan vàng với châu. Người không cánh đi đâu cũng tới, ngồi một nơi mà thế giới xem cùng. Như vậy ngon sống đời thượng quân thế đức phải khỏe. Dạ. Như ai cũng biết thăng thiên động thổ, cũng biết đi biết đứng hết. Còn bao nhiêu người hài không có tu thì kể như trời giải quyết hết ra này. Trải qua một cuộc sỏi sành và lắc tới đây nè. Đây là tới sỏi sành, tới Trung Mương Hòa Mạc. Sói sành là chết những cái phần tử bất hảo với đạo thì nó chết hết rồi, mà Trung Mương Hòa Mạc mới đành lòng. Đây là đành lòng thầy hay lòng mình cũng đành lòng lắm. Mình có tu mà tao không tu mình cũng thương lắm, nhưng mà mình cũng vừa lòng, lực tạo quá nó công bằng. Được thầy cũng đành lòng vậy chứ, thầy vì thương quá người ta bệnh định cái chỗ đời cho đến trung thân, mà tại mình không nghe thì thầy cũng phải đành lòng chứ không làm gì. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau khi việc thì tới rồi, thế giới vậy đó, thấy không? Nước này đánh với nhau rồi nó làm đủ thứ rồi, nên rõ là mà Việt Nam này chưa có cái đó, bị Trung ương dù sao đi nữa Phật trời cũng vận chuyển cho mình nương nương chút, chứ không phải chỗ này không có, ở đâu cũng có hết. Dạ, thì thưa ông hai, cũng như là bốn thẻ ở trên núi ông Cấm đó, thì mình thấy bây giờ nó có bốn cái dinh bốn thẻ đó, thì thưa ông hai, cũng như bốn thẻ đó là sau này để làm gì vậy ông hai? Bốn ông thẻ đây để chứng minh về mặt tướng mà Thái Vũ Sơn Thiền Hương ra đời là Phật thầy Tây An, rồi bây giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng là Phật thầy Tây An tái kiếp lại, thì cũng có một thôi, lộn đi lộn lại cũng tao với mày chứ không ai có không một à. Thành ra bây giờ đó cấm bốn con thẻ đó, để nữa những người chỉ cái tướng, những người có cái công tu có làm hiền thật sự mới vô trong vòng đó, là chỉ cái tướng. Chứ nếu mà cái người làm mát rồi là ở trong vòng ngoài vòng thì cũng chết chăng. Yeah. Thì bây giờ chưa vô vòng đó thì chết rồi, rồi còn sống còn vô vòng, thì giờ vô đó là tàn là những người hiền không, mới còn sống được mới tới chỗ trong bốn con thẻ. Cho nên Đức Thầy Phật Thầy đang mới cấm bốn thẻ cho mình vô trong đó, không có gì hết, cũng như mình ở trong cái vòng rào ấy. Còn ở ngoài ai làm gì đó, người tu á, như mình ở trong cái lồng bàn này, không có nắng mưa mà không có gì hết, thì mình vô trong vòng ông thẻ thì chừng nào vô thì chấp đầu vô bây giờ nè. Túi thằng dậu ha. Không có túi thằng dậu. Nói thằng dậu bây giờ không có, bây giờ không ăn cứu thằng dọc hay là
Giáp Bát chưa biết tới chùa là năm nay Giáp Tỵ chưa. Đế gì Bính Đinh thì mới biết chùa Đế Vô. Rồi, nó cho vô đó. Bính Đinh là Bính Bính Ngọ Đinh Mùi. Rồi Mộ Kỷ Tam Khỏi Đăng Đàn. Tam Mùi là chừng gặp tướng Mùi tới Thanh. À đó. À, chỗ đó còn giảng của Phật Trùm cũng nói một câu nè, cả kêu nam nữ Tây Đông chung quy thống nhất thì chờ ông tuổi Mùi. Khôn đài xuất hiện an vui là chỗ nào? Cung Khôn với cung đài, hai cung nó trong vòng 3 năm. Cái cung Khôn á thì 2 năm, cung đài là 1 năm. Cung Khôn tức là năm năm Mùi thân với Dậu qua mà nghĩ gì? À, Mùi với Thân rồi cung đài là Dậu à. Cái đó là giả Phật Trùm chỉ ngay chắc nữa, tôi có nghiên cứu rồi. Nói cả kêu nam nữ Tây Đông chung quy thống nhất phải chờ ông tuổi Mùi là giả Phật Trùm. Khôn đài là năm nào? Năm Khôn tức là cái cung Khôn à, cung Khôn với cung đài thì cung Khôn á là mà Mùi Thân, cung đài là Dậu, cái dấu Phật ra đời thế giới bình an rồi. Dạ xúc đó. Nói lên là phải nói cho nó rõ ràng. Dạ đi. Ra đời thế đó là xúc cách cho nó. Dạ như có cái câu là Đức Thầy nói là thân gà giả khỉ đấy trừ thì là ngọn lửa mới từ dự tan là thân gà giả khỉ là sao? Bây giờ trong trong cái vòng đây cho tới năm năm già nó mới có bắt đầu nhiều. Bởi thầy mới nói câu rõ ràng là nãy cuối thân Dậu y như thượng cổ. Thì nó dịu lần cho tới đó. Bởi vì cả kêu nam nữ Tây Đông chung quy thống nhất chờ ông chủ Mùi. Thì năm Mùi thầy về đây thầy về cái bắt động dịu lần. Chờ ông chủ Mùi nó khôn đà xuất hiện an vui là chỉ như chăng. Khôn là năm nào? Khôn còn là Mùi. Đài là Dậu. Thì ba năm đó Mùi thân Dậu. Khôn đà xuất hiện an vui. Thất sơn lộ vẻ mà trà khui tiến độ là dùng bảy núi. Thất sơn lộ vẻ trà khui tiến độ mà dùng bảy núi tiến độ. Rồi là mấy cái gì câu kế này gì quên. Cái đó giảng thật lên. Dạ. Của ông Trầm. Mà sao tôi vậy nói sao có người nói cái này. Sao ông đem giảng Phật Trầm thì tôi không biết. Nói của thầy. Thì thầy nói có khi nó còn thiếu. Nó không trắng trợn người ta chỉ nó trắng trợn còn chê nữa. Dạ. Dạ thưa ông hai, cũng như là bây giờ mình lập công bồi đức á, sao mình tu nó còn kịp không hay? Kịp. Bây giờ cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì ông á là trong ba chữ này tín là tin tưởng chắc chắn và phụng hành cho thật sự. Đó, vậy thì được hết. Cứ tính nhất tâm tín nguyện mà có một tâm một, không còn có tâm nào ở đâu nữa. Mà chỉ có cái do cái cuộc đạo thôi chứ không có nói cái lo cái vụ chết sống hay là gì nữa, gọi là nhất tâm. Còn bây giờ còn tính chủ trương mua đất hay chủ trương làm cái gì đó là nghe nhà mơ sống thì cái đó chưa có nhất tâm, còn tính tâm. Dạ. Cũng như tôi giờ cho chính tôi nói tôi giờ không có nói tới cái vụ mua đất sắm nhà là cái gì vậy, mà tôi nói giờ nhiêu kệ nó nhiêu thì con tôi phá thì nó phá trước thôi. Thì về nó khỏi hư sao. Dạ, dạ thưa ông hai, cũng như là như Đức Thầy khuyến khích mình đó, thúc mình là phải tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ kiếp kiếp đó, là sao không hai? Kiếp kiếp là một kiếp này à, phải nhanh tay lẹ chân thì một kiếp này mới được, chứ không còn kiếp nào nữa. Bị gì lộn lại đời thượng quân đánh đức là tàn là người hiền không, thì như vậy là có một kiếp này thôi. Có một chỉ một kiếp Tây Phương Ngồi Hướng là cần kiếp này. Bây giờ ông coi nhất nhì rồi ba, cái ba này nó quá dơ quá bận thì phải lập trong cái kiếp thứ ba này hạ quân hạ, thì trong một kiếp này là tới cái tới quay lại là thượng quân thánh đức là đời thượng cổ, thì 10.000 năm mới có một lần, 5.000 năm thượng cổ, rồi 3.000 năm thì chung 2.000 năm đây nè, 2.000 rồi đó, vậy thôi còn vừa trở lại yeah. Đầu à, vậy sao mà nói thượng cổ sau này nó sống tới muôn tuổi lần không hay? Thì đời thượng cổ ông sống tới 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 mà
lên trên đó là ông được cái giấy rồi, đâu ông đâu còn tuột xuống chung khổ nữa, thì mà muôn tuổi là phải, mình đâu có bị mà gây nghiệp nữa, mà mình xuống đây mình trả nữa. Còn ví dụ mình còn gây nghiệp thì mới trả xuống, kiểu trả xuống đây trả không đủ, mới trả xuống thì hạ quan hạ này trả một cái nữa, rồi mình có tu thì mới lên được thượng cổ, thì đâu có gì đâu. Thì cũng như bây giờ tháng giêng rồi phải trở lại tháng tháng 10 là chót, rậm giêng rồi rậm bảy rậm 10 thì thượng trung hạ thì nhiêu đi xây hoài vậy. Người già người na gì người nay trở lại khác nào người xưa, là thầy muốn ám chỉ thầy là người người xưa, chứ không lẽ thầy nói tôi là ông Phật xuống đây thì đó là người xưa nó vậy thôi. Cho mình nghĩ sao đó, mình nghĩ. Người nay trở lại khác nào đời 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 xưa là người xưa vậy, thì đó là Cũng như là người ta nói câu là năm thành bão lụt, mà sao năm nay thấy cái mồi, nói chung là cái này mưa cũng lai dai cũng không có nhiều, mà sao mà nói năm thành bão lụt vậy, là cái câu đó nó không có trúng hay sao hay? À, có năm mấy cái năm gần vừa qua có bão lụt sao không, mà cái bão lụt đó là bão lụt nó chưa có phải là thống nhất, còn năm thìn này đây nó tới là cái gì nó cũng quy là thống nhất hết, đi vô cái khuôn của tạo hóa, bởi nó mới nói là cái bạn gắm giặc thiên gắm việc thiên cơ càng biến chuyển, từ ngày 14 tháng 10 tới giờ là nhiệm vụ mình không có làm, thế gian không ai làm mình nên về lo lập công bồi đức được thì có thì hưởng, không có thôi. Vì trong đó nói rõ ràng gắm việc thiên cơ càng biến chuyển, qua 14 tháng 10 tôi có nói rồi, mà mấy ông nói tôi nói tầm bậy, tôi nói vậy mấy ông muốn thêm gì thêm, mấy ông lỗi với tôi không có lỗi, tôi không sợ, tôi nói ra mà tôi nói tầm bậy là tôi có lỗi với trời Phật rồi, là ghi liền tại đó nữa chứ không nói đợi mấy ông ghi, mà mấy ông nói tôi bậy gì thì mấy ông lãnh, chứ tôi cũng không lãnh, mà tôi lựa lời tôi nói cho đúng, thằng mấy ông có nghe không nghe không tại, chứ tôi không ép ai, không có nài nỉ ai đó. Nay 14 tháng 10 lại bức tranh gẫm việc thiên cơ là trời đất phải không, càng biến chuyển hay là biến đổi đó, thì xem chừng địa lý là phải đi đất đai rồi sụp đấy rồi kia, sông giờ biển giờ sông vậy có không, có bây giờ động đất như lên đó Nhật Bản dữ lắm như á. vậy đấy, đúng rồi. Bởi vậy 14 tháng 10 đó gặp chuyện thiên cơ càng biến chuyển, xem chừng địa lý quá xung chắc, tơ lòng dương vấn là ông dính với danh lợi tình, đời thêm bận tâm dạ ai hoài, cuộc nhện văn là nó dính đến hoài chừng nào không đi được, biết đó biết đây thời giới dặn mà để tới ngày lập hội được sao ăn năn được, cái đó ăn cái gì, ăn ăn xuống đất là ăn đất chắc ăn đến nhà lập hội có ăn năn là do đó, nói đây tôi nói đây có thằng sang nó hiểu, nó muốn bẻ thì cứ bẻ, mà cái đâu có bẻ gì, nói đúng sao dám bẻ, dám chắc vậy, con nào cũng bẻ bẻ. Dạ, thưa ông hai, cũng như là hồi xưa ông hai gặp Đức Thầy, mà Đức Thầy có nhắn nhủ gì với ông hai không hai? Không có nhắn mà rồi Đức Thầy có nói chung anh em phải nhìn tôi cho kỹ, tôi sẽ trở lại cái ngang lần thứ hai, có câu đó từ thầy dòm dòm trên quanh quanh vậy rồi, mà thầy đây đâu ai nói gì, mà thầy cầm cái ly nước thầy uống trên cái bàn đó thì tôi thấy hình như là có hai người bạn áo đồ trắng khăn đóng áo dài, còn thầy cũng khăn đóng áo dài mà có hai ông đó ngồi trên đó bằng đồ trắng, thì tới lui cái nó như là tay bộ hạ sát của thầy ấy. Rồi thầy cầm cái ly là như tới lui thầy nói hỡi đồng bào, thầy nói rõ ràng tôi nghe đó nha, thần chết đã tràn vào Trung Bắc, thầy nói gì mình nói vậy chứ mình có biết thần chết là cái gì, ngài lại ngài siết chặt giống loài, rồi lật qua các báo mà coi thấy con số chết mới xem mọi kinh nguy, là ông thấy cái số chết nữa kinh nguy là đại tới đây, là hay là cái hồi cái năm miền Bắc là chết rồi, thấy con số chết xem là kinh nguy là miền Bắc, cũng tại vì Tây Di bài kế là ám chỉ ngay pháp phá hoại nền kinh tế nước ta, đó là muốn nhắc tới lịch sử rồi ở miền Bắc đói làm cho điên đảo sa ngà, là nó làm cho nước Việt Nam mình điên đảo, làm cho điêu đứng con nhà Lạc Long, là nói chung phúc bổng đâu cuồng phong một trận là năm 45, quân thù tan gây hắn bất kỳ là 45 đó, Nhật Bản ha. Nhật Bản lên đó,
quân thù tan là nó ám chỉ Nhật Bản, gây hắn bất kỳ, nó không biết đâu nữa. Mà lúc đó thì tôi ra đời tôi biết rồi, mày đâu có biết cái đó. Ta còn quân thù tan gây hắn bất kỳ, ta còn ngần ngại nửa chi. Sao đây? Không lo cài cấy kịp thì bá dân. Điều điền chủ phải một lần chịu tốn, giúp áo quần giúp vốn thêm lên. Muốn cho dân đợt lòng bền, lo nền kinh cụ là nền khuất trương. Thì lo nhiều ví dụ miền Bắc đói rồi, lo thầy mới khuyến nông. Bởi thầy đi khuyến nông ở miền Nam là năm 45-46. Cho 47 thì bị cái đám nó chủ trương. À, thì trước khi dứt lời, ông hai có khuyên nhủ với bà con sao ông hai? Bây giờ tôi cũng xin nhắn cùng với tiếng nói sau cùng, nhắn cùng với quý vị đồng đạo ở bốn phương. Thì tôi cũng chỉ lập trường có cái chỗ ráng tu đi, đặng đắc đạo cứu chủ quyền. Thì quý vị ráng, quý vị làm tới bước nào thì quý vị cứu chủ quyền quý vị. Chứ tôi cũng dựa vào câu đó, ráng tu đắc đạo cứu chủ quyền. Thì như vậy là có lẽ quý vị cũng nghe tôi nói rồi. Thì tôi giờ tôi nói được mà tôi cũng phải ráng. Bởi vì nếu nói thiên cơ mà không hối quá chẳng khác nào như cá mất câu. Thì hội Phật tiên khó dự được đâu. Muốn dự được phải công tu dài dặn, cho nên tôi cũng phải ráng. Tôi cũng ráng dữ lắm. Năm nay 80, sắp 88 tới rồi. Còn ít tháng nữa mà cũng phải ráng. Vì tôi không nhớ thì nhớ nhiều lắm nhiều nhất. Đặt cái đó đứng trên đó hàng đầu. Bây giờ năm nay mà còn ngồi nói chuyện đây. Thì bây giờ là cũng nhờ trời và ban phước cho mình mới có được, chứ tuổi tôi giờ không còn ai, sống tôi không có một người nào bằng tuổi tôi mà được nói như tôi, không có một người nào thứ nhất. Như vậy là tôi thứ nhất sao? Hai được hạng có hạng không? Đó, tôi nói vậy chứ tôi không dám nói tôi cho hạng tôi, nhưng mà tôi biết tôi hạng nào nữa, mà tôi biết tôi ở đâu nữa. Rồi bây giờ thôi, tôi có đôi lời nhắn cùng quý vị, đời cùng tu gấp kịp thì là thầy nói lâu rồi, rồi bây giờ nó đã tới rồi, thôi ráng thi hành. Bởi vì tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Bởi vì cái câu cậu hai thanh sĩ có nói là câu này nè, rửa vật dơ thì dùng lấy nước, mà phải vậy không quý vị? Trừ tội phạm, trừ tội phạm lấy phước, mà trừ bây giờ quý vị giàu có sang trọng nên bố thí cấp tốc cho ta hết. Hay đó, nên bố thí người ta. Rửa vật dơ thì dùng lấy nước thì ai cũng phải vậy à. Trừ tội phạm mà lấy phước mà trừ. Hồi đó giờ quý vị chưa hiểu tới chỗ đó, quý vị lo dung bồi gì cội phúc cho quý vị bằng tiền gạo không à, thì ra nó tội vậy này. Thôi giờ trừ tội phạm lấy phước mà trừ, mà trong nhất thời là đây, nhất thời là thời gian này nè, trong nhất thời làm việc đại từ đi, thời gian này thì nhất khắc phải tiêu dư đại tội. Rồi có bao nhiêu lời cầu chúc cho quý vị ráng cố gắng làm để đạt được thành công kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.